Nếu bay lên các bạn, giờ lên bãi này xả lúa. Quá trời vô đông can không làm kịp luôn các bạn ơi. Đi sát cái bên này nha, bên này có ổ không bộ vé nó có một cái nào kiểu như rồi rồi. Cho xíu kia ông kia nó bắt không? À làm xong rồi lúc nó bắt bắt bắt. Rồi rồi trời. Trời đổi các bạn, này là hiện giờ là bình xịt thuốc các bạn. Đổi cho mình xả lúa vô. Ai có nhu cầu xả lúa rải phân xịt thuốc T40 thì liên hệ mình. Mấy anh này chuyên nghiệp cũng mấy năm rồi ạ. Chuyên nghiệp gì xả lúa mấy năm rồi các bạn. Rải phân. Xả bao đẹp luôn. Bao dặm luôn hả? Bao dặm, khỏi dặm luôn. Cấy lại không? Một là không dặm, hai là cấy. Ừ, hai là cấy. Bình này nếu mà mấy chục triệu, mấy triệu không ta? Hả? Cái bình không á, mấy triệu không ta? Bình giống á hả? Ừ. Tầm 20 á. Vậy bình không 20? Còn mua giống cơ nữa. À cái mua tươi giống ha. Ừ. Bắn quá xa. Nhìn người ghi là cái giống ghép mà. Ừ em đầy thơm là chứ đâu. Thua quá Dũng nè. Không có 18 kg được. 8 kg, 20 kg là dày rồi. Ừ dày. Chú thấy chú mau vậy. Trời ơi máy móc rồi ta làm. Kỳ hả? Chút nữa chút mắt. Vậy ông chuyển qua ông Tuấn qua đi. Ông không vô hả? Ông cứ thua bây giờ. Trời ơi để em nó làm này xong lại đây. Em chuyển cho mình luôn vậy. Chuyến xe xong à, đây có một chuyến xe đây nè. Người ta hành chính gì nó gọi cái gì quá. Tôi gì sợ của tôi nó quẹo nhiều, nhiều góc cậy nhiều, mấy chú rối cho tay nghề giỏi thì không có sao. Đó, góc rồi nè. Bản đồ có hết rồi mà. Kéo được phải không? Chú lên là đi được đó. Ừ, không? Giống vừa xạo quá ha. Quá đẹp luôn. Quá sạch bon. Chợ lúa mì sao ngoài kia các bạn, mình không quay ra được các bạn. Máy bay cất cánh ở đây. Còn mà nó còn chút đỉnh thì chưa lại dăm 3 kg gì đấy để mai tao dặn. Tao thì già rồi, tao làm biếng hôm qua về mất ngủ là cái tội hôm qua về ra tốt ốc. Chỗ bằng phẳng trong mày đậu. Sáng em coi rồi, quá anh đẹp lắm, hết nước rồi. Sáng đi cắm về nè. À vậy. Còn nếu ông đi cắm về phân ranh đó. Đâu dao đâu rồi, cái dao mà thấy đâu rồi. Vậy thì sẵn đây từ nay tôi. Mình là anh cả làm ngoài bia để canh cáo cho mấy ông ấy. Ngon nhưng mà quá để nó giòm mới thành thế này. À, thùng phải hợp. Đúng, chính xác. Mấy cày, mấy giới, mấy bay tàu hỏa. Đúng rồi này.
tôi khoảng 10 năm trước thì không bao giờ nghĩ rằng là đó tới bây giờ các bạn. Quần nhá, tôi tính tôi hay quên mình ta cứ tình quần tính cẩn thận nữa già rồi nó bệnh. Sáng ông thật ông đi cắm bè ông có nhìn ra rồi lại là được tưởng ông đứng xa ông nhìn vớ bản đang rồi ông cũng về gần gì đó. Cắm bè cắm gì? Cái người Bắc già người ta dùng nguyên từ hồi xưa gọi là bè. Cắm bè. Còn đây gọi là cắm ranh nữa, tức là cái hàng cái trúc ở bên này là đã à. Đồng hồ 10 công đi được rồi mà cho nó thấy cái mức độ này nó làm lại hơn 10 công nhé. Rồi thì nó còn lịch nữa chứ mình không tính ấy, xê xích một tí chứ mình không tính được. Nếu mà làm cần thế này chắc phải được 15-20 công hả? Một tiếng á. Ba anh này anh đạt rồi đó. Bà Vinh ở bên sông này nghe phải nay bà đứng quấy tôi biết tất cả đây đấy đứng tất cả đây.